Xin chào mọi người. Lâu lắm rồi Yến Phạm mới quay video lại. Thì là hôm nay nhà Yến Phạm muốn đi du lịch. Nói đi du lịch cho sang. Đi ra ngoài sông ở gần nhà để mà làm cắm trại picnic, đi phơi nắng. Nói chung là đi chơi nước và phơi nắng. Đó. Thì là đó. Mọi người thấy không? Sông ở bên đây, sông ở bên Ý không có một giọt nước. Xa xa có một chút xíu nước, nhưng mà nước ở đây rất là mát lạnh ha. Đó, cuộc sống hoang dã của người nhà quê. Đây, sau mùa dịch đó mọi người, sau mùa corona thì là gia đình nhà Yến Phạm vẫn ổn ha. Mong mọi người thông cảm, lâu lắm rồi Yến Phạm không có quay video, tại vì Yến Phạm phải đi làm, có công việc làm á. Thì là đi làm rồi không có thời gian để mà quay video. Hôm nay Yến Phạm muốn quay một cái đoạn video ngắn để nói với mọi người là gia đình nhà Yến Phạm vẫn khỏe. Sau mùa dịch thì là cố gắng cày để mà cho cuộc nền kinh tế của gia đình, cuộc sống của gia đình nó quay trở lại như bình thường như trước kia. Hi Anthony, say hello everyone. Đó, mọi người thấy không, nước ở đây rất là trong xanh. Và ở đây sông không có cát mà chỉ có đá thôi nha mọi người. Toàn là đá lởm chởm. Nhưng mà rất là ít nước. Tại vì 2-3 ngày nay thì có hơi mưa tí xíu cho nên có nước. Chứ bình thường là sông nó khô, nó khô cằn sỏi đá vậy đó. Đó. Anthony, I passed a chapata. anh bị nổi đôi dép lên mà anh cũng không biết luôn. Anthony ơi, con chào cô, chào chú đi nè. Con chào mấy cô, mấy chú đi. Lâu lắm rồi con không có quay video. Đây, đây là khuôn mặt của Yến Phạm, lâu lắm rồi mới được lên video lại ha. Hôm nay trời nắng rất là đẹp mọi người ơi. Cuộc sống ở bên Ý thì là sau mùa dịch đó thì là rất là khủng hoảng ha. Tới bây giờ ông xã của nhà Yến Phạm á, thì là đi làm là một tháng là đi làm có một tuần thôi, nghỉ ở nhà 3 tuần. Cũng may mắn thì là Yến Phạm tìm được việc làm. Lúc trước thì Yến Phạm có nói là Yến Phạm rất là khó tìm việc làm. Nhưng mà bây giờ là có rồi. Yến Phạm tìm được hai việc làm. Một việc là chính, còn một việc là đi làm đen, tức là đi làm trốn thuế cho cuối tuần. Đó, cho nên là Yến Phạm không có thời gian để mà quay nhiều video. Thì hôm nay Yến Phạm muốn quay làm cái video này để chào mọi người, giữ gìn sức khỏe và mong mọi người theo dõi gia đình của nhà Yến Phạm ha. Thì là bây giờ Yến Phạm sẽ ban ngày thì Yến Phạm có thời gian, Yến Phạm sẽ cố gắng làm một số video để mà đăng lên để mà say hello tới mọi người. Ok. Bye bye mọi người và mong mọi người mong sao mọi người. Yến Phạm chúc mọi người một ngày vui vẻ và tiếp tục theo dõi kênh của Yến Phạm nha. Bây giờ Yến Phạm sẽ thường xuyên làm những cái đoạn video, nhưng mà có thể là làm những cái đoạn video ngắn thôi, không có làm những cái đoạn video dài thì không có hay như trước kia nữa. Yến Phạm sẽ cố gắng thật là cố gắng. Ok, bye bye mọi người, thank you everyone, bye bye.